Hello, xin chào tất cả các quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Thì năm học 2021-2022 thì tất cả các em từ lớp 1 cho đến lớp 12 đều phải học online nha các bạn. Thì nhiều gia đình rất là khó khăn trong cái việc là sử dụng máy tính hay điện thoại cho các em á. Thì có gia đình có điều kiện thì hai ba cái laptop, có những gia đình là không có cái laptop nào hết, chỉ đơn giản là một cái điện thoại nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý phụ huynh cùng tất cả các em học sinh cách mình liên kết cái điện thoại này qua cái tivi nha các bạn. Mình liên kết từ cái điện thoại qua tivi, bởi vì các em nhỏ thì hoặc là các em lớn luôn, các em nhỏ hoặc là em từ lớp 1 đến lớp 12 thì mình xài cái điện thoại này, cái màn hình nó khá là nhỏ, các em còn nhỏ em không có thấy rõ thì mình sẽ chia sẻ cái nền màn hình này qua cái tivi rộng lớn đây để cho các em học. Cho nên mình sử dụng cái điện thoại này để nó có cái micro và âm thanh thì nó sẽ xuất lên tivi luôn, âm thanh lên trên tivi và micro nó thu tại điện thoại này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả quý phụ huynh cùng các em học sinh cách mà liên kết từ cái điện thoại màn hình nhỏ này lên trên cái tivi ha. Rồi mời quý vị cùng các bạn hãy theo dõi clip mình và đừng bấm tua nhanh nha các bạn. Rồi đây các bạn, thì trước tiên mình sẽ mở tivi và điện thoại lên nha. Và các bạn nhớ một cái đặc điểm duy nhất là các bạn phải cho cái điện thoại và tivi kết nối cùng với một cái hệ thống wifi nha các bạn. Giữa điện thoại và tivi sẽ kết nối cùng một cái mạng wifi nha, thì mới liên kết được như đó nha các bạn. Còn nếu mà tivi bắt wifi này và điện thoại bắt wifi khác á, thì nó sẽ không kết nối được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thứ nhất nha các bạn. Đây mình sẽ vào trong điện thoại, mình vô phần cài đặt này các bạn ha, phần cài đặt, và mình chuyển qua kết nối và chia sẻ này các bạn ha, kết nối và chia sẻ. Đây hiển thị không dây ha, dùng wifi để kết nối với màn hình này các bạn. Thì lúc này cái điện thoại nó sẽ nhận ra được cái TV này các bạn ha, nó nhận ra được cái TV. Đây, mình bấm mình chọn TV đang kết nối ha, và bắt đầu bây giờ luôn nha các bạn. Mình bấm bắt đầu bây giờ. Thì cái TV nó sẽ hiển thị lên giống cái điện thoại này các bạn ha, các bạn thấy chưa, nó khá là đơn giản. Khi mình để đứng cái điện thoại á, thì trên cái màn hình TV nó cũng để đứng, và khi mình để nằm á, thì nó nằm. Nhưng mà trong cái lúc này á, là điện thoại nó không có xoay được màn hình nha các bạn. Khi nào các bạn vô Zoom hay vô Google Meet á, của những cái phần mềm học trực tuyến á, thì nó sẽ mở. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem. Thì lúc này điện thoại và TV nó đã kết nối rồi các bạn. Thì cái phần mà học trực tuyến á, thì bên giáo viên, bên nhà trường sẽ gửi cho các bạn một cái link hoặc là một cái ID, passcode để các bạn vô nha các bạn. Ở đây mình ví dụ mình đã tạo hai cái lớp học đây các bạn. Mình đã tạo hai cái lớp học đây. Thì cái phần mà lớp học này á, là phần nhà trường lo ha. Các bạn phụ huynh và các em học sinh cũng không cần quan tâm đến cái vấn đề mà tạo ra những cái lớp học này. Vấn đề này là ở bên trường lo. Này bên Zoom nha các bạn, cái link này link Zoom và link này Google Meeting. Thì mình sẽ thử hết cả hai cái này luôn á các bạn. Mình sẽ thử hết cả hai cái này cho các bạn xem. Nếu mà nhà trường các bạn học bằng Google Meeting thì các bạn chỉ cần bấm vào cái link mà gửi đó. Các bạn có thể bấm bằng hai cách để vào phòng học. Một là các bạn bấm vào cái link này, nó vô thẳng. Hai là mình sử dụng là cái code là OIZ và XAM-KDI, các bạn viết liền hết nha. Thì cái đơn giản nhất là các bạn phải bấm vào cái link này thì nó sẽ vào trong phòng họp. Đây, cái này là mình chưa cài nha các bạn. Cái Google Meet này mình chưa cài, mình sẵn tiện mình chỉ luôn các bạn cài đặt luôn. Đó. Khi bạn bấm vô cái link đó, nếu mà trên điện thoại bạn chưa có Google Meet thì các bạn hãy bấm cài đặt. Đây này các bạn, nó đang cài đặt này các bạn. Nó cài đặt rất là đơn giản nha các bạn ha. Mình bấm mở lên ha. Khi nó cài xong á, mình bấm mở lên. Rồi, mình bắt đầu tiếp tục. Cho phép nha các bạn, cho phép quay video luôn nha. Cho phép ghi âm luôn nha các bạn. Đây, khi mình mở cái app này lên này các bạn, một là nó tham gia bằng mã ha.
Khi mình bấm tham gia bằng mã thì mình sẽ nhập cái đuôi lúc nãy mình nói đó, OXZ rồi AMM XMMA gì đó các bạn ha. Còn nếu mà các bạn khó nhớ cái đó thì các bạn quay lại cái link nha các bạn. Do lúc này á, cái lúc này là mình chưa có cài ha. Mình chưa cài thì khi mình bấm nó hỏi nó cài, còn bây giờ mình đã cài rồi thì mình bấm trực tiếp vô cái link luôn nè các bạn. Này, nó vô trực tiếp vô cái link luôn nè, nó cái mã này các bạn thấy chưa? Đó, cái mã đây. Đó, các bạn thấy chưa? Mình bấm yêu cầu tham gia nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn vô mà đăng nhập không có xài camera thì các bạn tắt này đi, và muốn không ồn ào thì các bạn tắt đi. Để khi nào mà cô giáo hay thầy giáo mình kêu thì mình có thể bấm cái mic lên mình trả lời, thì cái lúc đăng nhập mình có thể là mình chọn là tắt tiếng nha các bạn. Mình bấm yêu cầu tham gia. Thì cái lúc này nó đang yêu cầu tham gia thì cái phía bên host đó là cái bên cô giáo thầy giáo á thì sẽ chấp nhận tham gia bạn tham gia nha các bạn. Rồi đây các bạn ha, thì khi mình kết nối rồi, khi mình kết nối lên TV và vào cái cuộc họp Zoom thì đây các bạn, mình có thể mình xoay màn hình được nha các bạn. Mình xoay màn hình được nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Thì các em học sinh mình có thể mình để đây, thì cái mic mình nó sẽ xài cái mic của điện thoại nha các bạn. Nó cái mic nó sẽ xài cái mic của điện thoại và cái âm thanh nó sẽ nổi lên trên ngoài cái TV nha các bạn. Thì các bạn có thể là bấm volume trên TV để cho âm thanh lớn nhỏ nè các bạn. Đó, mình có thể bấm âm thanh trên TV để cho âm thanh nó lớn nhỏ nè các bạn. Đây, các bạn có thể để cái điện thoại lên ngay chỗ TV nè các bạn. Mình để cái điện thoại lên TV và mình nhìn vào cái màn hình TV để cho hai cái đó nó cùng một cái góc nhìn nha các bạn. Thì cái này nó rất là đơn giản nha các bạn. Bây giờ mình thử mình qua kết nối với Zoom nha các bạn. Mình tạm thoát cái Google Meeting này đi các bạn ha. Mình thoát Google Meeting này đi và mình cũng tương tự như mình qua bên bên Zoom cũng y chang như vậy đó các bạn, rất là đơn giản các bạn. Zoom đây, mình bấm vào cái link Zoom thì cái máy này mình đã cài Zoom rồi. Nếu các bạn mà chưa cài thì nó vẫn lên nó hỏi y chang lúc cài lúc nãy các bạn, nó hỏi ha. Mình bấm OK đó, cái đó là mình nó hiện tên lên, mình bấm OK để mình tham gia cuộc họp. Các bạn có thể mở camera lên đây đó, mở camera và cái quan trọng nhất là các bạn để nghiêng cái màn hình, để nằm màn hình thì những cái hình ảnh mà cô giáo chia sẻ trên màn hình đó, nó sẽ hiển thị lên trên cái TV này các bạn ha. Mình vẫn để cái điện thoại ở phía trước gần cái TV đó và các bạn có thể kết nối nha các bạn ha. Và các bạn bấm mic này nè các bạn ha. Mình bấm mic và có thể bấm mic hoặc là tắt mic ở đây nè các bạn ha. Đây nó có một những cái mục này các bạn. Nếu các bạn mà giơ tay á thì mình có thể bấm giơ tay này các bạn ha. Mình bấm giơ tay để là cô biết á, là bạn đó đang giơ tay nha các bạn ha. Thì cái này đơn giản các bạn, quan trọng là chủ yếu là cái kết nối từ điện thoại lên TV ha. Còn những cái học này cái cô giáo thầy giáo gửi cho các bạn cái link thì các bạn sẽ tự động mình bấm vào cái link đó và nó lên như thế này ha. Nếu các bạn mà bị ồn á thì các bạn tắt tiếng lên đi và có thể là tắt cái video này để cho cái đường truyền mạng nhà mình, ví dụ như đường truyền mạng nhà mình nó hơi yếu quá, nó không đạt tiêu chuẩn thì mình nên tắt hình nha các bạn. Mình nên tắt hình để cho cái âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái âm thanh nó rõ hơn, các bạn xem không có bị giật, không có bị lắc nha các bạn. Khi nào giáo viên biểu mở thì các bạn có thể mở tiếng và mở hình lên. Còn xuyên suốt của học thì tùy vào giáo viên yêu cầu bạn mở hay không nha các bạn. Đó, thì mình hướng dẫn cho các bạn bao nhiêu đó. Thì chúc tất cả các phụ huynh cùng các em học sinh kết nối được cái điện thoại với cái TV, miễn là từ Smart TV nha các bạn. Nếu TV thường nó sẽ không có kết nối được. Đó, thì bây giờ mình sẽ kết nối một cái điện thoại cũ cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối một cái điện thoại cũ nha các bạn. Đây thì mình xài sử dụng cái điện thoại HTC One Max nè các bạn. Cái điện thoại này nó khá là lâu rồi, mình cũng bỏ một thời gian rồi. Thì hôm nay mình sẽ lấy ra mình quay cho các bạn xem ha. Thì tương tự các bạn cũng vào cài đặt nha các bạn. Mình cũng vào cài đặt nè các bạn. Rồi mình chọn
ngõ xuất ra giải trí đa phương tiện này các bạn. Đây thì lúc này nó sẽ quét và nó thấy được cái tivi. Thì mình xin nhắc lại là tivi và điện thoại kết nối cùng một cái mạng wifi nha các bạn. Mình sẽ kết nối điện thoại và tivi cùng một cái mạng wifi. Thì mình sẽ chọn cái tivi của mình cần kết nối. Mình bấm vô mình chọn tivi cần kết nối. Đây nó sẽ lên trên cái tivi đó các bạn. Nó lên điện thoại, cái điện hình ảnh điện thoại nó lên tivi đó. Các bạn thấy chưa? Thì cũng tương tự như cái điện thoại kia, thì khi nào mà mình mở hình ảnh hay cái gì đó, mình mở cái cuộc họp Zoom đó thì nó sẽ lớn lên nha các bạn. Nó sẽ nằm ngang nha các bạn. Đây. Đó, thì khi mình nghiêng điện thoại thì tivi nó cũng rộng lớn, nó full nó màn hình đó các bạn. Rồi thì lúc nãy giờ mình cũng đã chia sẻ cho các bạn kết nối những cái điện thoại cũ và cũng như điện thoại mới nha các bạn. Mình đã kết nối thành công giữa điện thoại với TV. Thì mình xin nhắc lại một cái nữa là điện thoại và TV phải kết nối cùng một mạng Internet nha các bạn, một mạng Wi-Fi, một mạng Internet. Mình xin chúc tất cả các quý phụ huynh cùng các em học sinh kết nối được thành công để cái buổi học được diễn ra tốt đẹp nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và ủng hộ video của mình. Chúc tất cả các em học sinh một cái năm học mới được thành công tốt đẹp. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.